Vâng, em xin chào toàn thể các bác. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, em chúc tất cả các bác, các cô chú, anh chị một ngày đầu tuần thật là mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Vâng, sau đây em xin nên hai em Toshiba, đấy, lửng gang sắt. Em này còn rất nhiều nhưng mà cứ mỗi hôm em chỉ nên hai con một thôi, vì kênh của em ít thì em cứ nên hai con một cho nó được chi tiết và tỉ mỉ hơn, chứ nên nào ào ào thì các bác không xem được chi tiết. Đấy. Hai em gang sắt các bác nhé, mà Toshiba. Đấy. Thì em xin chi tiết từng con một luôn. Em thứ nhất, cái này em Toshiba. Đây có 4 chế độ gió, nút vàng là nút hiện giờ đấy sao? Em cũng không biết cái nút này đang thắc mắc. Và một nút tút lăng cáp. Nút lên xuống. Nút thu dây. Đấy. Đây em bật test chức năng luôn. Đây số 1. Đây số đỏ này chắc là số ngủ đây. À. Đấy, tút năng đây. Đấy. Em nó hoạt động chức năng bình thường các bác nhé. Đấy, mới số 2 này gió rất to. Nói thốc vào mặt mà không nói được. Đấy, chức năng, mọi chức năng hoạt động bình thường. Em tắt đi để nói cho nó ổn. Đấy, em nó xem chi tiết luôn. Này các bác nhìn này. Mặt gang sắt nhưng số má là vẫn còn nét căng này. Đồng hồ hẹn giờ này. Đấy. Đấy. Nhìn là quạt nhất mấy chục năm rồi nhưng mà được như này là phải nói là rất ok rồi. Còn xước xác thì không thể tránh được các bác. Gọi là mình gọi đồ cũ mà. Cũ của Nhật nhưng mà chắc là mình cứ dùng cả đời mình chắc nó cũng chưa hỏng. Đấy, em xin. Đây có một cái nỗi vết xước này nhá. Đấy, em cũng thông báo luôn. Đấy. Cái xước này thì còn em bao cổ cánh này nguyên zin. Em là tất cả đồ này là nguyên zin, không động chạm, em chỉ vệ sinh, tra dầu mỡ. Đấy, bầu của em nó đây. Đấy, bầu đây. Đây là đằng sau là nồng si. Đằng trước là nồng mạ. Sải cánh 30. Đấy. Cái cánh này là nó không phải nấy đâu các bác nhé. Cái cánh này là nó không phải bị nứt vỡ gì đâu. Nên là hôm qua em cho cái RP7 để phun vào ấy, nó chảy vào cánh ấy. Cho cái trục để nó quay nó trơn tru đấy, là nó rõ vào cánh ấy. Không phải nứt cái gì đâu. Đây. Bên này có cánh em bao nguyên zin, không gãy không nứt. Đấy. Đấy. Chức năng thì em hoạt động em test rồi. Đấy. Cái này nó có cái đặc biệt là nó có 4 số cả chế độ ngủ, rất hợp lý cho các bác nhiều tuổi. Như bác gì ở trong miền Nam hôm nọ gọi điện cho em đấy, thì hôm nay em đang tạo một con đây, em còn mấy con như này nữa. Để cho các bác xem video để các bác chọn những cái sản phẩm mà theo ưng ý. Vì cái này nó là vừa trưng bày, nó cũng vừa là phục vụ đời sống của mình nữa, nên là các bác cũng phải lựa chọn. Đấy. Đây là chức năng hoạt động bình thường. Đấy, còn em sang em thứ hai. Em thứ hai là em tô. Cũng tô. Đấy, có 3 chế độ gió. Nhưng mà số ấy nhá. Đấy. Số này gọi là bọn em gọi là tô vỏ đấy. À, phím rất đẹp mỏng manh. Đây có bị vỡ mất cái chỗ này, cái gọi là chỗ bàn số đấy. Em này thì đa số là hay bị vỡ hoặc xước cái chỗ này vì nó thò ra ngoài này, gọi là vỏ mà bác, các bác ạ. Thế nên nó cứ thò ra ngoài này, nhiều khi nó cũng hay bị xước mới bị vỡ. Đây, tất cả là gang sắt hết các bác nhé. Đấy, nhưng bầu
bồ nhựa các bác nhé. Đấy. Đây bồ nhựa thôi. Này, lồng trước mạ, lồng sau xi. Đấy. Đấy, ở cái chỗ này là cái chỗ chắc ở bên bên Nhật ấy có em bé nào dán cái logo vào mà em lau không sạch được. Không biết là cái keo gì của cái gì của Nhật nhưng mà sao nó lau không sạch được. Đấy, cổ cánh em này thì cổ sắt hết các bác nhé. Có mỗi bầu là nhựa thôi còn tất cả sắt hết này. Đấy các bác nghe gõ các bác nhé. Đấy. Đấy. Đấy nút nâng hạ này. Không có nút thu dây, con này không nút thu dây. Đấy, nhưng con này đặc biệt lắm. Vân gỗ. Đây là đồng hồ tức năng. Hoạt động bình thường. Đây em test luôn tức năng. Đấy. Tung năng. Đấy. Đây là chỉnh cho chế độ 120 độ à 80. Đấy hai em này hoạt động bình thường, em bao cổ cánh này cho các bác. Đấy, hai em này đều gang sắt rất nặng. Tầm khoảng 7-8 cân. Khoảng tầm đấy, em cũng không cân nhưng mà chắc nó phải tầm đấy. Đấy, ngoài ra em còn rất nhiều những con đây, con này cũng đẹp nhưng mà em lên sóng sau. Em này cũng rất đẹp. Gang sắt hết nhá các bác nhá. Này, còn em hi nữa này. Đấy, còn đây rất nhiều. Toàn tô ấy thôi. Em còn rất nhiều các bác lựa chọn nên là em chỉ lên hai con một như thế này để các bác xem được kỹ hơn. Đấy. Thì hai em này em cũng xin bán giá công khai luôn là hai em này em bán đồng giá 3 triệu đồng một con. Mang thương hiệu từ Nhật Bản, Toshiba. Đấy. Thì chức năng mọi chức năng này em đã test hết rồi. Đấy, có sao em bảo vậy. Đấy. Em thì em không biết spa, nó thật với các bác thế. Em này em cũng chơi xong là giờ thì mua nhiều quá thì em đăng em giao lưu với những ai có cùng thích với em thôi. Chứ em không phải là em chỉ đam mê xong rồi giờ thì em mới xoay sang cái này thôi. Nên là em mới không biết nó thẳng câu là bây giờ chính xác là không biết spa. Chỉ biết vệ sinh mới lại bôi dầu mỡ, tra dầu mỡ thôi. Đấy. Bác nào có nghề lâu năm rồi có cười em thì em cũng phải chịu thôi. Em bán nó cũng hơi vô duyên tí này các bác thông cảm. Đây em có địa chỉ là Cộng Lạc Tứ Kỳ Hải Dương. Để em mong các bác đến tận nhà, cửa hàng, uống nước, đàm đạo xem nó hợp lý hơn. Đấy. Mắt thấy tay sờ. Đấy như hôm qua hai bác Hà Nội xuống đi, làm mình lúc 6-7 con. Mắt thấy tay sờ thì thấy thật quá đấy là mua mấy con về mua làm quà biếu, mua dùng 3 phòng ngủ 3 cái mới lại biếu bố mẹ vợ bố mẹ đẻ. Đấy bác cái rất là ấy thích. Thế này em có địa chỉ như trên, cụ thể số Zalo của em là 0969 135 686. Đấy bác nào thích cái sản phẩm nào thì điện thoại trực tiếp cho em. Đấy để được báo giá và xem chi tiết từng sản phẩm. Đấy. Thế là em mới làm kênh thì các bác cho em một nút like, một nút chia sẻ và một nút đăng ký kênh. Để kênh của em một ngày một phát triển. Vâng, thế em xin chào tất cả các bác, các cô chú anh chị. Em xin dừng video tại đây ạ.